Theo văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, trong 2 ngày tới là đỉnh điểm của kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch. Mực nước tại các trạm đo trên địa bàn tỉnh có mức có khả năng trên báo động 3 từ 0,15 đến 0,25m, thấp hơn mực nước lịch sử năm 2019 là 0,07m. Cụ thể, trong ngày 7 tháng 10, mực nước trên địa bàn tỉnh đo tại các trạm Mỹ Thuận sẽ là 1m75, Cần Thơ 1m80, Tân Thành 1m70, Nhà Đài 1m7, Ba Càng 1m80, Phú Đức 1m75, Dũng Liêm 1m80, Gia Tích Thiện 1m75. Mực nước các sông rạch trong tỉnh đạt mức cao nhất xuất hiện vào lúc 5 đến 7 giờ sáng và từ 18 đến 20 giờ chiều cùng ngày, sau đó duy trì ở mức cao trong một vài ngày rồi xuống theo triều. Cần đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, vùng trũng thấp.